thưa quý vị và các bạn, vừa qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa, và tại buổi gặp gỡ này, Thủ tướng đã nêu ra một câu hỏi cũng là vấn đề mà lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa, cộng đồng doanh nghiệp và người dân của tỉnh đang rất quan tâm, đó chính là hướng đi nào để phát triển các doanh nghiệp Thanh Hóa khi các hiệp định tự do thương mại chuẩn bị được thực thi. Và tại buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các chuyên gia cũng như đại diện của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa để trao đổi về vấn đề vừa được nêu trên. Trước tiên, tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tiêu, Giám đốc chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Thanh Hóa. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Vâng, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, tôi xin được thay mặt các độc giả của báo Diễn đàn Doanh nghiệp gửi lời chúc tới ông Nguyễn Văn Đệ cũng như toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ ngày càng khỏe mạnh và thành công hơn. Thì chúng tôi xin phép được dành câu hỏi đầu tiên đến người đại diện của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Thưa ông, theo chúng tôi được biết thì Thanh Hóa là một tỉnh khá là lớn và có dân số cũng đông, 3,5 triệu dân. Tuy nhiên thì quy mô kinh tế có thể coi là còn nhỏ và chưa tương xứng với lại lợi thế của tỉnh. Vậy thì ông có thể đánh giá về tiềm năng, thế mạnh cũng như là những hạn chế vướng mắc đang còn cản trở doanh nghiệp Thanh Hóa trong quá trình phát triển? Đối với Thanh Hóa là một tỉnh đầy tiềm năng, có lợi thế cả bốn vùng. Như các bạn đã biết, một tỉnh mà có thể nói là diện tích và số người dân rất là đông, đứng thứ ba toàn quốc. Lợi thế là có đủ các vùng miền, dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng như là chính quyền các cấp mà trong nhiều năm qua cũng đã triển khai được một số việc lớn, đặc biệt là tạo cái môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa. Tuy nhiên thì cũng có thể nói rằng là đối với cộng đồng doanh nghiệp thì cái sự đồng bộ của trong gần 10.000 doanh nghiệp trên địa bàn thì cũng có thể nói rằng là cái trình độ nó không đồng đều. Hai nữa là cái vận hành nó cũng còn phần nào đó vẫn ở trong cái luẩn quẩn, trong cái vòng là quản lý doanh nghiệp mà quản trị kinh doanh vẫn ở nằm trong cái tình trạng là quản lý theo cái kiểu gia đình. Và cái sự mở mang để học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao cái chất lượng sản phẩm thì cũng bị hạn chế, không phát huy được cái nội lực của địa phương. Thế cho nên là về phía cộng đồng doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đây là cái bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên thì thực trạng nhìn trong 5 năm qua cho thấy thì giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp mà cũng có nhiều cái hạn chế. Thứ nhất là một số các cấp các ngành, tức là một số cán bộ vẫn còn cái cứng nhắc trong cái vấn đề vận hành chính sách. Thế cho nên là phần nào đó nó vẫn tạo cái khó khăn cho cái giới doanh nhân để lập nghiệp cũng như là tiếp tục mở rộng và phát triển. Thì những cái mà chính phủ đang quan tâm chỉ đạo ở Thanh Hóa là làm thế nào đó Thanh Hóa phải có bước đột phá. Đột phá cái thứ nhất là chúng tôi hy vọng là chính quyền các cấp là phải vào cuộc một cách triệt để cùng với chính phủ để tháo gỡ triệt để những cái khó khăn cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là vận hành chính sách một cách uyển chuyển, mềm mại, không mang tính là máy móc. Thứ ba nữa là tạo điều kiện thuận lợi triệt để cho cộng đồng doanh nghiệp khi mà có dự án, khi mà có chủ trương mở rộng, khi mà có chủ trương lập nghiệp thì những cái điều kiện cần thiết rất mong là các cơ quan chính quyền tạo mọi cái điều kiện để cho doanh nghiệp tiếp cận với công việc của mình. Về phía doanh nghiệp thì chúng tôi nghĩ rằng là nhân ngày 13 tháng 10 này thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình cập nhật thông tin, tiếp tục làm thế nào đó để cho cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa có cái ngồi lại với nhau, học hỏi kinh nghiệm và làm thế nào để rồi đưa cái nhận thức cũng như là cái vận hành chính sách và vận hành trong cái quá trình kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm của nhau trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh.
Thế vậy là ông Nguyễn Văn Đệ đã vừa đưa cho chúng ta một cái bức tranh khái quát về cái tình hình phát triển kinh tế cũng như là phát triển doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, cũng như là những cái vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải và những cái đề xuất. Vậy thì xin những cái đề xuất đó cũng như là những cái vướng mắc đó thì chúng tôi xin được dành một câu hỏi cho ông Nguyễn Văn Tiêu với cái vai trò là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động cũng như là các hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa. Trong thời gian qua đã có những hành động cụ thể nào tham mưu cho cấp ủy chính quyền để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cũng như là đón đầu cái làn sóng đầu tư? Với vai trò là một đơn vị hỗ trợ và đại diện phát triển cái cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa thì trong thời gian vừa qua thì VCCI Thanh Hóa đã triển khai rất nhiều các cái chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó có các cái chương trình đào tạo, chương trình xúc tiến thương mại và chương trình phổ biến và tuyên truyền pháp luật đối với doanh nghiệp. Thứ nhất thì đối với cái chương trình đào tạo thì trong năm qua chúng tôi tổ chức nhiều cái khóa đào tạo bồi dưỡng hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Trong đó một năm thì chúng tôi có thể tổ chức tới 30-40 cái khóa đào tạo ngắn hạn và để cho doanh nghiệp cập nhật các cái kiến thức mới. Đặc biệt là từ khi mà năm 2007 đến nay thì chúng ta tham gia cái WTO thì chúng tôi cũng đã cố gắng làm thế nào đó để chuyên truyền và phổ biến tới các doanh nghiệp các cái kiến thức về hội nhập quốc tế để cho doanh nghiệp nắm bắt. Song song với cái việc hỗ trợ như vậy thì chúng tôi cũng giúp các doanh nghiệp ra nước ngoài, thành lập các cái đoàn doanh nghiệp ra nước ngoài, làm việc với lại các cái tổ chức ở nước ngoài để tạo ra các cái diễn đàn, gặp gỡ các đối tác nước ngoài để cho doanh nghiệp nắm bắt cái tình hình cũng như là tìm kiếm thị trường, tìm kiếm bạn hàng, chấp nối, tìm kiếm bạn hàng cho doanh nghiệp. Song song với lại những việc đó thì chúng tôi còn tổ chức các cái việc là chuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là chuyên truyền về các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng hay là các cái luật pháp mà có liên quan đến doanh nghiệp, làm thế nào đó để doanh nghiệp hiểu pháp luật và phát triển một cách bền vững, làm đúng pháp luật để cho cái môi trường đầu tư kinh doanh của chúng ta nó đi theo một cái hướng đúng hướng mà Đảng nhà nước đã có cái định hướng ra rồi. Thế thì với cái vai trò là người đại diện và hỗ trợ bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiêu và xin giới thiệu tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một người luôn dõi theo cộng đồng doanh nghiệp cũng như là đã có rất là nhiều những cái ý kiến đóng góp cho chính phủ để làm sao phát triển kinh tế đất nước. Khi mà nghe ý kiến trao đổi vừa rồi của ông Đệ cũng như là ông Nguyễn Văn Tiêu, xin hỏi tiến sĩ Lê Đăng Doanh, ông có suy nghĩ gì về những trăn trở mà đại diện cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng như là đại diện VCCI Thanh Hóa vừa mới nêu ra về cái bức tranh về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp Thanh Hóa hiện nay, cũng như là ông có tư vấn về những cái giải pháp nào để Thanh Hóa có thể phát triển và hơn nữa trong thời gian tới? Trước hết thì tôi xin chúc mừng Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ, chúc mừng ông Nguyễn Văn Tiêu là những người đại diện cho doanh nghiệp Thanh Hóa, là những người chiến sĩ, những vị tướng lĩnh trong mặt trận kinh tế, hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Trong công cuộc hội nhập này thì chính các doanh nhân là những người tướng lĩnh, những người chiến sĩ, là bởi vì doanh nhân là những người hiểu biết luật pháp, huy động được tiền vốn, tạo ra được công ăn việc làm, tạo ra được thu nhập cho người lao động, nộp thuế, tạo ra sản phẩm dịch vụ và nuôi bộ máy nhà nước. Cho nên chúng ta chúc mừng các doanh nhân nói chung và chúc mừng doanh nhân Thanh Hóa nhân ngày vẻ vang ngày 13 tháng 10 này. Bạn phóng viên đã có nêu lên là chúng ta đang chuẩn bị thực hiện các hiệp định thương mại tự do. Thì tôi xin nói rằng là thực sự là chúng ta đã thực hiện cộng đồng kinh tế ASEAN từ 31 tháng 12 năm 2015 cho đến nay. Chúng ta cũng đã thực hiện hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc từ tháng 5 2016 cho đến nay, và hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu. Cho đến bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng là các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Thanh Hóa nói riêng chưa được chuẩn bị đầy đủ cho cái công cuộc hội nhập này. Cụ thể
là xuất khẩu của chúng ta đi các nước ASEAN năm 2016 này, khi mà thực hiện cộng đồng kinh tế ASEAN thì giảm sút so với lại trước đây. Trong khi đó nhập khẩu từ Thái Lan và từ các nước ASEAN tăng lên rất là rõ rệt. Và như vậy tức là chúng ta ngày càng nhập siêu nhiều hơn so với lại các nước ASEAN. Còn cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc thì chúng ta cũng lại tiếp tục nhập siêu rất nặng từ Hàn Quốc. Còn Hiệp định Thương mại Tự do với cộng đồng kinh tế Á-Âu với nước Nga thì thời cơ rất lớn, nhưng chúng ta là mới bắt đầu thực hiện. Vậy thì chúng ta đứng trước những các cái cơ hội và thách thức gì? Cái cơ hội là chúng ta có khả năng xuất khẩu sang các nước đó với thuế suất bậc không. Nhưng hàng hóa của chúng ta phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, phải có xuất xứ, phải có là bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, phải có nhãn mác, và chúng ta phải liên kết trong một chuỗi giá trị với lại cái doanh nghiệp của nước đó để họ sẵn sàng họ nhập khẩu cái sản phẩm của chúng ta. Nếu không có thì chúng ta không có cái cách gì để mà xuất khẩu được. Vì vậy cho nên là tôi rất mong là Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ và ông Nguyễn Văn Tiêu là hết sức lưu ý và hướng dẫn các doanh nghiệp của Thanh Hóa phải có thương hiệu, phải có nhãn mác, phải có xuất xứ rõ ràng và phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có cái chuẩn bị tốt hơn để cho hội nhập. Còn những các vấn đề khác mà có lẽ ông Đệ và ông Tiêu có thể là sẽ cùng nhau thảo luận, đó là vấn đề một là cách mạng khoa học công nghệ. Chúng ta phải vận dụng cách mạng khoa học công nghệ để chúng ta có những các cái sản phẩm được chế tác tạo ra cái sự khác biệt, một cái sản phẩm đặc biệt của Thanh Hóa. Chúng ta phải tạo ra những các cái sản phẩm gì cũng đặc thù, thể hiện cái bản chất của Thanh Hóa và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Ngoài ra thì những vấn đề khác nữa như là vấn đề kết cấu hạ tầng, như là chi phí vận tải và chất lượng nguồn nhân lực, cái tính chuyên nghiệp của các doanh nhân, là doanh nhân phải có cái suy nghĩ có chiến lược dài hạn và phải biết liên kết với nhau và phải liên kết sang với lại các cái nước là chúng ta là đối tác thương mại và đối tác kinh tế của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh với những dẫn chứng rất là cụ thể về hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam cũng như là doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Và có thể nói là trong quá trình chia sẻ của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, ông cũng đã nêu ra được một số cái đề xuất cũng như là một số cái góp ý cho hoạt động của doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy trong thời gian tới thì hiệp hội sẽ có những cái giải pháp, hành động cụ thể nào để hỗ trợ các doanh nghiệp? Chúng tôi rất là cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Những cái ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì chúng tôi sẽ cập nhật để rồi cùng với chi nhánh phòng thương mại sẽ có một cái buổi chuyên truyền, mà không phải buổi mà cả một cái chuỗi, trong cái vấn đề phổ biến chính sách pháp luật và những cái kiến thức về vươn ra biên cả, tức là làm thế nào đó cho cộng đồng doanh nghiệp phải hội nhập, đặc biệt là vấn đề là doanh nghiệp mà phải thực hiện tốt các cái bước về quản trị doanh nghiệp, và làm thế nào đó cái khâu sản xuất kinh doanh là phải khép kín ngay từ đầu, và làm thế nào đưa cái chất lượng sản phẩm của hàng hóa của Thanh Hóa, là Thanh Hóa là một cái tỉnh có thể nói rằng là đa năng trong cái vấn đề sản phẩm. Chúng tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm của chúng tôi là phải làm thế nào đó để cùng với cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa nâng cao cái kiến thức, nâng cao cái sản phẩm, và đặc biệt là như anh Tiêu nói là chúng tôi đã sẽ phải liên kết lại với nhau, liên kết với nhau để nâng cao cái chất lượng sản phẩm, và làm thế nào đó để cho cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa sẽ là một trong những cái lực lượng mạnh của cả nước để tham gia vào cái chuỗi sản xuất cũng như là nhập khẩu hàng hóa. Vâng, có thể nói là để phát triển thì các doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa không chỉ cần liên kết với nhau mà còn rất cần cái sự ủng hộ của chính quyền, đúng không ạ? VCCI Thanh Hóa trong thời gian tới sẽ có những cái biện pháp nào để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong các vấn đề về thủ tục hành chính cũng như là cải thiện môi trường đầu tư, vân vân? Có thể nói là trong 3 năm vừa qua, chính phủ đã ra một loạt các cái nghị quyết 19 cũng như là nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp đến năm 2020.
Thế thì chúng tôi rất vui mừng là chính phủ đã quan tâm rất rõ ràng và minh bạch đến cộng đồng doanh nghiệp và coi cộng đồng doanh nghiệp như là một cái giải pháp tất yếu để giải quyết cho cái nền kinh tế hiện nay. Và với cái nghị quyết 35 vừa rồi thì cộng đồng doanh nghiệp rất là vui mừng và đón nhận nó, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa. Chúng tôi rất vui mừng là khi mà nghị quyết 35 vừa mới ra đời thì cái tỉnh mà có thể nói là ký với lại cam kết với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam đầu tiên đó là tỉnh Thanh Hóa, là tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp Thanh Hóa phát triển. Đấy là một cái tín hiệu mà có thể nói là rất rất vui. Về phía chi nhánh, chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xây dựng một cái chương trình hành động, một cái chương trình hành động thực hiện cái nghị quyết 35. Và cái chương trình hành động này thì hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành và đã cho ra đời cái chương trình hành động này. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang góp ý cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các cái chương trình như là cái chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Làm thế nào đó mà đến năm 2020 thì Thanh Hóa phải có được ít nhất là 15.000 doanh nghiệp theo cái chương trình hành động đề ra. 15.000 doanh nghiệp hoạt động sống, chứ không phải là 15.000 cái doanh nghiệp là đăng ký ở trên giấy tờ. Thế thì hiện nay thì ở Thanh Hóa đã có tới 12.000 doanh nghiệp đăng ký rồi. Tuy nhiên thì cái doanh nghiệp mà hoạt động sống thì chỉ chừng độ là 7.500 doanh nghiệp thôi. Con số thì nó cũng là mang tính chất tương đối. Thế nhưng mà nếu mà đến năm 2020 mà Thanh Hóa đạt được 15.000 cái doanh nghiệp hoạt động sống thì như thế là cái nghị quyết 35 của chính phủ là sẽ được thực hiện thành công ở Thanh Hóa. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Tiêu. Có lẽ là cái thông điệp và những quyết tâm hành động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng đã rất rõ ràng. Và chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì VCCI Thanh Hóa sẽ tiếp tục lắng nghe nhiều hơn các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để không chỉ đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp mà còn sẽ giúp tham mưu cho chính quyền để xây dựng nhiều hơn các cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển một cách hiệu quả và bền vững theo nghị quyết 35 của chính phủ. Vâng, xin quay lại với tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Từ những kinh nghiệm đã tư vấn, theo dõi quá trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước, thì tiến sĩ có kinh nghiệm nào muốn chia sẻ cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa để phát triển trong thời gian tới? Trước hết là tôi rất là hoan nghênh những các cái nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa hợp tác với lại Phòng Thương mại và Công nghiệp và ủng hộ cái sự phát triển của doanh nghiệp. Tôi phải nói rằng là để có 15.000 doanh nghiệp hoạt động như là ông Tiêu nói thì Thanh Hóa ít nhất phải có 30.000 doanh nghiệp đăng ký. Tôi cũng rất hoan nghênh là Thanh Hóa đã có nỗ lực để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của Thanh Hóa. Bây giờ phải nói rằng năng lực cạnh tranh của Thanh Hóa là xếp cao hơn Hà Nội. Chứ đây là một cái điều mà tôi phải chúc mừng Thanh Hóa. Nhưng mà so với những các cái yêu cầu mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề ra là một nhà nước kiến tạo, một nhà nước phục vụ, là một nhà nước là trọng dụng người tài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tôi đề nghị với lại Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ và ông Nguyễn Văn Tiêu gặp Chủ tịch Thanh Hóa. Chủ tịch Thanh Hóa hãy là thực hiện cái việc là đi vi hành, làm gần dân và biết phát hiện những các cái là vướng mắc, giảm hẳn các cái chi phí về thời gian và tiền bạc, thực hiện các thủ tục hành chính. Là chúng ta đã ký kết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Trong đó chúng ta cam kết đến năm 2018, thời gian thông quan xuất nhập khẩu ở các cảng Việt Nam là 48 tiếng đồng hồ. Hiện nay thời gian xuất khẩu là 12 ngày, thời gian nhập khẩu là 10 ngày. Thế mà bây giờ chúng ta là bao nhiêu rồi? 11 tháng 10 năm 2016, còn có 18 tháng nữa. Liệu chúng ta có thể thực hiện xuống 48 giờ và tinh thần của người Thanh Hóa là có cái tự hào là từ Lê Lợi cho đến là trong cuộc kháng chiến là một trong các cái lực lượng đi tiên phong. Bây giờ tôi đề nghị hướng tới là phải đi tiên phong trong cải cách hành chính, cải cách thể chế và đi tiên phong về khoa học công nghệ. Đấy là hai cái mũi tiên phong mà tôi nghĩ rằng Thanh Hóa cần phải hướng tới.
Thưa quý vị và các bạn, cũng tại buổi gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh Thanh Hóa cần phát huy truyền thống của mình, tự lực, tự cường, phấn đấu trở thành một tỉnh khá, phát triển kinh tế, gắn liền với ổn định xã hội, bảo vệ môi trường, công bằng, cũng như là các ý kiến đóng góp và trao đổi của các chuyên gia cũng như đại diện cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa và VCCI Thanh Hóa ngày hôm nay, hy vọng sẽ mang đến những đề xuất cũng như gợi ý cho doanh nghiệp Thanh Hóa trong định hướng phát triển của mình trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, các ý kiến của doanh nghiệp, tư vấn của chuyên gia cũng như phần trả lời của các cơ quan chức năng xin vui lòng liên hệ tin diễn đàn a@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại.